Xin kính chào toàn thể các bác. Trong video giới thiệu cái sản phẩm cục đẩy hàng bãi ngày hôm nay thì em giới thiệu với các bác là cục đẩy đến từ thương hiệu là Atenmitisou, gọi là đẩy ES đi, ES nha. Đấy, tiếng Anh dốt lắm. Con đẩy này là có công suất là 2350, tức là 2 kênh và 350W. Đấy, 2 kênh 350W một kênh. Tải 8 ôm, con đẩy này là dòng chất. Chất nhá, tiếng rất là hay luôn. Các bác mở máy ra nhìn trông đơn giản thôi nhưng mà tiếng của nó hay lắm. Đừng đùa, con này chuyên đánh các dòng loa cao cấp, loa high end nhá. Đấy, và công suất tải 8 ôm là 350W trên một kênh. Và nếu mà đánh chập cầu hai kênh lại là một, đánh bắc cầu ấy, đánh kênh A là cọc dương, kênh B cọc âm thì nó vào là 700W trên một cục đẩy này. Đấy, rất là nhẹ. Bây giờ sẽ mở cho các bác xem ruột nha. Để trước khi xem ruột đấy, cho các bác xem mặt sau. Đây, đấy, nhìn máy thiết kế đẹp không? Đây, các chế độ đánh này, gồm này, gồm nít gì đây. Chế độ đánh là 0.775V này, 1.2V này. Đấy, xe Vibanelava. Con này chuyên cho các bác đánh những dòng loa cao cấp, 350W, 8 ohm này, đấy, 220V, 50Hz. Hàng xịn nhá. Đấy, con này không có chế độ đánh fry nhỉ. Ok. Đấy nhá. Cầu đấu vào đây. Cầu ra loa đây, các bác vặn theo giác này. Con này hàng bãi cao cấp. Xịn, đẳng cấp đấy. Đây, em sẽ mở cho các bác xem ruột gan nhá. Ruột gan con đẩy này thì nó không quá khủng bố, nhưng cái chất lượng của nó thì rất là cao cấp. Đây là cái phần nguồn này, nguồn rất là to nhá, con này nguồn 17 cơ. Đấy. Đẩy có hai kênh, sò thì ít. Nhưng mà nguồn rất là to. Con này nếu mà có thể là, nếu mà dồn hai kênh lại là một, đánh có thể đánh xúc được. Cho em sẽ tháo cho các bác cái ốp nguồn này ra, ốp chống nhiễu nhiễu. Cái này ốp nguồn chống nhiễu. Ui xồi, ôi lại còn hai lớp cơ. Này. Xem nó ghi trên bên thế nào. 12V, 0V, 12V, 125V, 120V. Trời ơi. Con này máy xịn đấy nhỉ. À, con này đánh theo kiểu máy đặc biệt. Con này đánh theo kiểu máy đặc biệt nha. Đấy. Đánh theo kiểu máy rất đặc biệt luôn. Để em xem nào. Dây của biến thế đầu ra đây nhá, là có 4 dây. Đầu vào có 2 dây. Hết. Ui. Đấy, đường công suất nó có 4 dây, đường vào nó có 2 dây. Và ba cái dây này, mấy cái dây này là dây cấp nguồn phụ để nuôi cái mạch mạch kiểu như là mạch báo tín hiệu, bù tín hiệu này. Bù tín hiệu với báo đèn led cho nó đèn nó nháy. Đây ốp này. Con này là chơi theo một cái mạch rất là đặc biệt, em chưa gặp loại này. À, một cái mạch này ở trong cái con Omni Sansui 6-7 Alpha. Những con đời Sansui, nhiều con đời Sansui nó toàn chơi mạch theo kiểu này. Đấy. Đây là con này là điện áp phân cực nó rất là cao nhá. 125V. Ví dụ bên này là hai dây này 120V này, bên này hai dây cũng 120V này. Đấy. Và sò công suất nó có 1 2 3 4 8 con sò. 8 con này mà chia cho 350W thì là vào gần 90W trên một con sò. 87W. Khoảng tầm 87 gần 88W trên một con sò. Mà 4 con là 350W tải 8 ôm, 4 ôm thì em chưa biết. Máy nhìn trông nó rất là xịn. Đây tụ nguồn đây. Con này chơi nguồn độc lập nguồn hay riêng nhá, nguồn riêng nhá. Đấy. Con này không chơi mạch đối xứng. Không chơi theo kiểu mạch đối xứng là H cộng là ví dụ 120V này, 0V 120V không chơi kiểu ý. Mà con này nó chơi thẳng hai cực luôn. Cực nào cũng được. Đấy, thế nó mới ác rồi. Cái này cái hốc hút gió này. Hốc hút gió. Quạt này là nó sẽ thổi từ đằng trước vào cái lưng này cho là nó tỏa sang hai bên. Đấy. Con này là máy rất là xịn. Có 3 chiếc nhá. Các bác nào quan tâm thì hệ trực tiếp nhá. Giá đắt lắm. 3 triệu mốt cơ. Hàng cao cấp, hàng đẹp. Em lấy vào cũng đắt lắm rồi nên là bán nó chỉ lãi được tí thôi. Con này chuyên đánh các cái dòng loa cao cấp. Ví dụ các bác mà đánh cái đôi loa nó tầm 250W hoặc 300W, 8 ohm. Công suất đỉnh của loa tầm 700W là con này đánh được. Ví dụ cái loa của các bác là công suất tối đa 700W thì con này đánh được. 800W con này cũng có thể đánh được. Con này là ra 350W một kênh, tải 8 ohm đánh đủ. Đây, nguồn biến thế nó rất là to này. Nguồn riêng cơ. Đây, điện vào đây, điện vào nó có 2 dây,
dây nâu, một dây xanh. Đấy, mạch nó rất là xịn luôn. Nhìn thiết kế của nó cũng một cái chất. Nhìn cái mặt trước thôi đã biết là con này hàng chất rồi chứ đừng có nói. Ok, thì các bác chơi cái con đại này đánh các loại dòng loa cao cấp nhé. Em giờ em phải đi tìm con loa nào cao cấp đã để đánh thử con đại này. Đấy. Con này theo kiểu là đánh đánh mạch, nó giống mạch của cái dòng Sansui mà em chả nhớ tên là gì. Con này máy nó cũng kiểu mạch AB, cũng kiểu mạch AB, nhưng mà không biết là của kiểu gì đây. Đây là trên mạch nó ghi luôn này. Đấy, trên mạch họ cũng ghi luôn này. EA350 Made in PCB A0 hay là AO thế. PODMXA02, ui giời, mã số các kiểu. Và nó ghi là Yongwang Design này. Đấy. Chắc là cũng mấy anh bạn này copy của cái dòng Sansui thôi. Sansui nhá các bác nhá, cái dòng Sansui ấy, máy nó tiếng của nó rất là hay nhưng đánh hơi nóng tí. À thế con này chắc khi mạch A. Con này có khi là mạch A cơ. Đấy. Bởi vì cái mạch A các bác đã biết rồi, những cái mạch A thì máy nó rất là nóng. Rất là nóng nhưng tiếng của nó rất là hay. Này có cho các bác xem này. Con này không có đấu không có chế độ đánh Prime. Nghe có vẻ hơi đuối nhỉ. Em không biết là có đánh được không. Không biết là có chế độ đánh Prime không, nhưng mà có Cell và Panarea này thì chắc là có thể đánh được. Có thể đánh Prime được. Ok, sò này là sò Sanken nhé, sò Nhật nhé. Sanken M1526 và đâu? MP1526 và một ML1526. À, sò Sanken lại còn sò lại còn trùng mã nhau cơ, nhưng mà MP và MN. Bên này là MN1526, bên này là MP1526. MP là MN là hai con khác nhau. PN NPN PNP sò thuận sò ngược. Đấy. Máy rất là xịn, máy sò này còn sò xịn nha, sò Sanken nha. Nên là những cái dòng cao cấp này các bác tìm mua không phải chuyện đơn giản đâu. Hơi bị khó kiếm đấy. Bởi vì cái chất lượng của nó rất là cao nha. Đấy, ok. Thì các bác nào quan tâm đến cục đẩy này thì hệ trực tiếp nha. Có 3 cục, nhanh còn kịp. Đấy, linh kiện rất là xịn luôn, nhìn cái máy đã biết là con này máy chất rồi. Có 3 cục nha. Nhanh còn kịp, không là ngày mai hết ngay. Thì hôm nay cũng muộn lắm rồi, em bây giờ chưa kiếm được cái loa xịn nào đây để test thử. Đấy, nếu mà trong ngày mai có ăn may mượn được đôi loa nào xịn test thử nghe nó mới hay được. Chứ còn test với cái dòng nằng nhằng thì thôi không kể nữa. Đấy nha, voi đùm nó, chiếc Abi. Đấy, công tắc nguồn. Bao chất, bao zin, bao xịn cho các bác. 3,1 triệu, có ship, bao ship luôn. Đấy. Cái thương hiệu rất là nổi tiếng. Ok, xin hẹn các bác trong clip lần sau nha. Có con đẩy mà bốc phét hơn 8 phút đồng hồ.